Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc, gọi tắt là VKFTA, chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2015, đã mở ra cơ hội hợp tác và đầu tư giữa hai nước ngày càng tăng trưởng sâu rộng và ổn định. Sau gần 3 tháng chính thức có hiệu lực, thì việc tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc của doanh nghiệp hai bên như thế nào? Doanh nghiệp và cơ quan quản lý đã có những hành động gì để giúp doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội từ hiệp định này mang lại? Kính mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần của chúng tôi để làm rõ hơn về vấn đề này. 23% là tốc độ tăng trưởng bình quân kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 10 năm trở lại đây. Năm 2015, Hàn Quốc tiếp tục là một trong ba đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương đạt 34,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 29% so với năm trước. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức ký kết và thực thi Hiệp định Thương mại Tự do FTA Việt Nam-Hàn Quốc từ ngày 20 tháng 12 năm 2015, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tăng nhiều hơn nữa. Việt Nam là một trong bốn thị trường chiến lược có thể giúp thúc đẩy các mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc, đồng thời tập trung kết nối các nhà sản xuất với người mua hàng. Theo dự báo của phía Hàn Quốc, quy mô thương mại giữa hai nước sẽ tăng thêm 150 triệu đô la Mỹ trong một năm, trong vòng 15 năm kể từ khi FTA có hiệu lực. Lãnh đạo hai nước cũng kỳ vọng FTA Việt Nam Hàn Quốc sẽ nâng kim ngạch song phương lên 70 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Sự tăng trưởng này được nhìn thấy từ việc cam kết cắt giảm thuế quan sâu hơn FTA Hàn Quốc ASEAN. Cụ thể, Việt Nam cam kết cắt giảm 89,2% số dòng thuế, trong khi Hàn Quốc cam kết tới 95,4% số dòng thuế. Việc cắt giảm thuế này sẽ giúp việc thông thương hàng hóa trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, cũng như giảm chi phí cho các doanh nghiệp hai nước. Định FTA được ký kết ấy, thì nó mang lại cái lợi thế rất lớn cho doanh nghiệp của mình, cũng như những doanh nghiệp khác. Thứ nhất là có thể là tự do được giao thương, mọi cái thông thương nó được tốt hơn, thuận lợi hơn. Những là về cái cơ chế rồi thuế quan, đó là những cái vấn đề rất là mình rất là quan tâm đến những điều đấy, thì nó thông thương rất là tốt hơn. Chứ trước đây mình làm thì nó rất là khó khăn trong cái việc để mà vào Hàn Quốc hay là Hàn Quốc xuất sang mình, nó có rất là nhiều rào cản. Thông qua cái hiệp định đó, công ty chúng tôi sẽ được nhập khẩu sản phẩm tốt từ bên Hàn Quốc về, được các cái chính sách hỗ trợ ưu đãi về thuế cũng như là các cái chương trình hỗ trợ trong nhập khẩu, thì sẽ đưa đến cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm tốt và giá cả hợp lý hơn so với trước đây. Bây giờ rất nhiều mặt hàng đã được miễn thuế hoặc là sẽ có một cái lộ trình dần dần sẽ được giảm thuế. Thế như vậy là chúng tôi kiếm ngạch xuất khẩu cũng tăng dần và bây giờ người Việt Nam tức là có thể mua được rẻ hơn. Ngược lại, những cái sản phẩm Việt Nam sản xuất ấy, như là may mặc, các loài đồ biển hoặc là các nông thủy sản thì bây giờ xuất sang Hàn Quốc là rất nhiều cái vấn đề về, đặc biệt là vướng về cái tiền thuế cũng như là nhiều vấn đề khác. Nhưng đối với chỉ riêng về vấn đề thuế thì sẽ được giải quyết rất là nhiều việc. Nhưng mà là người Hàn Quốc cũng có thể mua được nhiều mặt hàng từ Việt Nam sang là với giá tốt hơn, tức là mang lại cho cái lợi ích cho cả nhân dân cả hai nước, không phải là chỉ mang lại lợi ích cho một cái tâm phong doanh nghiệp nào cả. Thời điểm này theo các chuyên gia vẫn là sớm để đánh giá tác động của FTA tới thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, nếu nhìn vào số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, có thể thấy rằng việc tận dụng cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam từ FTA Việt Nam Hàn Quốc bước đầu vẫn còn chưa thực sự có hiệu quả. Cụ thể, xuất khẩu sang Hàn Quốc của Việt Nam trong tháng 1 năm 2016 đạt 737,093 triệu đô la Mỹ với các mặt hàng chính như nông thủy sản, dệt may, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, chỉ tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy mức độ tận dụng của Việt Nam vẫn còn chưa cao. Như đã phân tích ở trên, Hiệp định Thương mại Tự do FTA Việt Nam-Hàn Quốc được ký kết và có hiệu lực đã giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam cùng với các mặt hàng của Trung Quốc, Thái Lan và Ecuador do được giảm mạnh thuế. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này trong những tháng đầu năm nay chưa tăng trưởng mạnh thực sự như mong đợi của nhiều doanh nghiệp. Doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu khi tận dụng cơ hội từ hiệp định này. VKFTA có hiệu lực, Hàn Quốc dành cho Việt Nam ưu đãi cắt giảm thuế quan, tạo cơ hội xuất khẩu mới quan trọng đối với các nhóm hàng nông thủy sản chủ lực như tôm, cá, hoa quả nhiệt đới và hàng công nghiệp như dệt may, sản phẩm cơ khí. Lần đầu tiên, Hàn Quốc mở cửa thị trường cho những sản phẩm của Việt Nam như tỏi, gừng, mật ong. Song với các rào cản kỹ thuật được quy định chặt chẽ,
nhất là việc kiểm dịch đối với nông sản, thủy sản, đưa ra yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính đồng đều, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang gặp khó. Chưa kể, người tiêu dùng đòi hỏi sản phẩm chế biến sẵn có hình thức và phẩm cấp gần tương đương như thị trường Nhật Bản, mặc dù giá nhập khẩu của Hàn Quốc thường khá thấp so với các thị trường lớn khác. Tiêu chuẩn Hàn Quốc đưa ra cũng rất là khắt khe. Cái thứ nhất là về cái sản phẩm mà khi mà đưa vào vùng trồng nguyên liệu là phải đảm bảo tất cả những tiêu chuẩn an toàn. Cái tiêu chuẩn mà rất là khắt khe. Vì vậy mà để mà đưa những cái sản phẩm sang Hàn Quốc thì cũng cần phải có những cái sự kiểm tra. Thị trường lớn lên nghĩa là nhiều doanh nghiệp có thể là nhiều câu hỏi hơn. Nhưng vấn đề là đối với những cái doanh nghiệp chưa được chuẩn bị nhiều thì những công ty đó thì rất khó khi được hưởng những cái một cái câu hỏi. Hàn Quốc là nó không có tím bằng những cái một số nước khác như Hoa Kỳ hoặc là Nhật Bản hoặc là EU, nhưng vẫn còn cái một số cái barrier, tức là một cái trở ngại tự nhiên về vấn đề kiểm dịch và những cái thủ tục hải quan và kiểm dịch và vân vân. Chính vì vậy thì các cái doanh nghiệp và nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp hoặc là nông dân cần lưu ý thì phải tìm hiểu rất rõ về cái thủ tục quản lý cái sản phẩm nông lâm thủy sản cũng như là cái chế độ cái kiểm dịch của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, theo đánh giá của một số chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn do hạn chế hiểu biết thông tin liên quan đến xác định, phân tích thị trường, khả năng hạn chế liên lạc với đối tác nước ngoài, thiếu nguồn nhân lực có trình độ, vân vân. Về mức độ rủi ro trong môi trường cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lại thường nằm trong các liên kết yếu nhất của một mạng lưới sản xuất chuỗi giá trị, nên ưu đãi về thuế đối với một số ngành như xuất khẩu gỗ, công nghiệp phụ trợ chưa được thúc đẩy. Các cái hiệp định thương mại tự do thông thường có những cái quy tắc, quy định tương đối là phức tạp và cũng bằng ngôn ngữ nước ngoài. Tất nhiên chúng ta có những cái bản dịch, tuy nhiên là nhiều doanh nghiệp cũng chưa có thể nắm tốt được. Bên cạnh đó thì những doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các cái khách hàng nước ngoài hay là tiếp cận các cái trực tiếp với lại người mua hàng, cho nên thường bán qua trung gian. Cho nên là nhiều khi là bán qua trung gian thì cũng sẽ không tận dụng được những cái hiệp định thương mại tự do đó. Khoảng cách giữa cái thuế quan MFN ấy, trong WTO với các cái FTA này nó chênh lệch không đáng kể. Cho nên là doanh nghiệp cũng cảm thấy không cần. Cái lý do thứ hai ấy, là chúng ta đều biết là doanh nghiệp Việt Nam ấy, và thì phải nhập rất là nhiều, hay là cái công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam nó chưa phát triển, thế cho nên là để thỏa mãn được cái gọi là nguyên tắc xuất xứ hay là cái gọi là hàm lượng nội địa thì rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam không thỏa mãn được. Song cộng gộp những yếu tố khách quan trên, theo các chuyên gia, tính chủ động của doanh nghiệp Việt Nam trong tìm hiểu thông tin thị trường đối tác còn rất hạn chế, cũng đã dẫn đến việc kim ngạch xuất khẩu chưa tăng nhiều. Từ góc độ chúng tôi, với tư cách là cơ quan quản lý, mà góc độ chủ động của doanh nghiệp, thì chúng tôi thấy doanh nghiệp Hàn Quốc họ chủ động hơn. Họ tiếp xúc và họ mong mỏi, cần câu hỏi, đặt câu hỏi rất nhiều. Chứ phía doanh nghiệp Việt Nam mình còn chưa chủ động. Thì đấy là cái điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam mình nói chung. Với mức độ sử dụng ưu đãi thuế quan thỏa mãn quy tắc xuất xứ VKFTA đạt trên dưới 85%, cao hơn nhiều so với mức độ sử dụng ASEAN Việt Nam Trung Quốc 30-40%, Việt Nam Nhật Bản 25-30%. Theo các chuyên gia, để đánh giá hiệu quả mà VKFTA mang lại ở thời điểm này là hơi sớm. Đại diện cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc COCHA mới đây cũng cho biết, tổ chức này đang lên kế hoạch đánh giá về mức độ tận dụng của doanh nghiệp Hàn Quốc với các FTA nói chung, trong đó có Việt Nam nói riêng sau 6 tháng thực hiện, để có những phương pháp hỗ trợ cụ thể hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy, những vướng mắc cũng như hạn chế của các doanh nghiệp Việt Nam sau gần 3 tháng hiệp định chính thức có hiệu lực. Vậy các doanh nghiệp cần làm gì để tận dụng tốt nhất cơ hội mà FTA này mang lại? Cơ quan quản lý nhà nước đã có những hỗ trợ gì để giúp đỡ các doanh nghiệp? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự sau của chúng tôi. Giảm thuế quan giúp các doanh nghiệp Việt Nam thuận lợi hơn khi xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc, nhưng đồng thời cũng sẽ tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong nước, vì Hàn Quốc có lợi thế hơn hẳn Việt Nam về công nghệ, chất lượng hàng hóa dịch vụ, năng lực quản lý. Thách thức này đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam phải nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thì đối với một số doanh nghiệp trong nước Việt Nam thì phải có một cái cạnh tranh nhiều hơn, vì mặt hàng của Hàn Quốc tương đối chất lượng tốt hơn với giá cả tốt. Thế như vậy mang lại rất nhiều sản phẩm từ Hàn Quốc sang về Việt Nam, đổ vào Việt Nam với giá rẻ. Thế thì lúc đó thì công ty Việt Nam thật sự phải cố gắng hơn nữa
để cạnh tranh với sản phẩm của Hàn Quốc với giá tốt nữa. Do vậy thì đối với công ty Việt Nam thì phải đây là một cái vừa là cơ hội vừa là thách thức, nhưng mà thách thức đó mà nếu mà vượt quá được cái thách thức đó sẽ trở thành là một cái những cái doanh nghiệp có thể cạnh tranh được cả thế giới luôn. Bên cạnh những nỗ lực từ phía các doanh nghiệp Việt Nam thì cơ quan quản lý nhà nước cũng đã tích cực giúp đỡ các doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng tốt các ưu đãi do FTA mang lại. Doanh nghiệp mà có hợp tác làm ăn giữa Việt Nam Hàn Quốc ấy, thì tùy theo cái lĩnh vực, cái nhóm ngành hàng, cái mặt hàng thì các doanh nghiệp của người ta đã bắt đầu tìm hiểu, tìm kiếm các thông tin và cũng nhờ được sự hỗ trợ của các cái cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Công Thương. Tất nhiên chúng ta được biết là không chỉ Bộ Công Thương mà trong quá trình đàm phán còn sự tham gia rất nhiều các bộ ngành khác, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa Công nghệ như là Bộ Công nghệ hôm nay chẳng hạn, thì đều có những cái gọi là cái đầu mối để cung cấp thông tin của các doanh nghiệp tùy theo cái lĩnh vực của mình ấy, có thể khai thác, có thể là sử dụng cũng như là yêu cầu các thông tin trong lĩnh vực đó. Còn đối với tư cách là cơ quan quản lý ở Bộ Công Thương thì chúng tôi cũng đã hết sức tích cực trong suốt đoạn vừa qua, đã cung cấp thông tin không chỉ về hiệp định mà còn có những thông tin liên quan đến thị trường, nhất là thị trường Hàn Quốc. Đặc biệt nhằm quảng bá nội dung hiệp định có vai trò giúp đỡ các doanh nghiệp hai nước vận dụng hiệu quả FTA vừa ký kết, thúc đẩy giao dịch thương mại và đầu tư giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Mới đây, Phòng Xúc Tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc phối hợp với Bộ Công Thương đã tổ chức khánh thành Trung tâm Hỗ trợ Vận dụng FTA Hàn Việt và Hội thảo Vận dụng FTA Việt Nam-Hàn Quốc và Hiệp định TPP. Trung tâm có vai trò thúc đẩy cao nhất hiệu quả mà FTA Hàn Việt mang lại cho doanh nghiệp hai nước, tổ chức các hoạt động giới thiệu về ưu đãi FTA. Tế toàn cầu đang chứng kiến suy giảm về tốc độ tăng trưởng trong những năm qua, kéo theo tình hình xuất khẩu của các nước trên thế giới chứng lại. Trung tâm hỗ trợ FTA Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng là nơi hỗ trợ doanh nghiệp vận dụng linh hoạt FTA Việt Nam-Hàn Quốc để tạo đà tăng trưởng cho các hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp đi đến các thị trường như Trung Quốc, Mỹ hay châu Âu. Bên cạnh đó, Phòng Xúc Tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam đã cùng nhau ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai bên nhằm giảm thiểu gánh nặng về mặt thủ tục cho doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực liên quan, trao quyền thẩm định cho Viện Nghiên cứu và Kiểm định Hàn Quốc, đồng thời cam kết hợp tác chuyển giao công nghệ về hệ thống kiểm định an toàn của Hàn Quốc cho cơ quan Việt Nam. Cái hợp tác giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với COTRA là một trong những việc thúc đẩy thương mại, làm cho hàng hóa giao lưu nhanh hơn, giảm chi phí cho doanh nghiệp và đảm bảo cái kịp thời để doanh nghiệp được phục vụ cho người tiêu dùng ở hai nước. Thì đây là một cái hoạt động thúc đẩy thương mại để giúp cho cái sản phẩm hóa đạt được tiêu chuẩn chất lượng, vượt qua cái hàng rào kỹ thuật và đồng thời rút ngắn được thời gian cũng như là cái chi phí thử nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm hóa. Với sự trợ giúp của Trung tâm Hỗ trợ FTA Hàn Quốc Việt Nam cùng với sự nỗ lực của các bộ ngành hai nước, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ được tận dụng cơ hội tăng cường quan hệ hợp tác thương mại đầu tư từ FTA Việt Nam Hàn Quốc mang lại. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.